Một bạn nữ ở Nghệ An có hỏi, tôi bị bú đa nhân tuyến giáp lành tính, đã cắt bỏ một bên cách đây 2 tuần. Tôi nghe nói bú tuyến giáp rất dễ tái phát bên còn lại. Vậy tôi uống cây xạ đen thì có ngăn ngừa được sự phát triển của bú hay không? Ngoài ra thì tôi còn bị u xơ tuyến vú và u xơ tử cung. Vậy tôi phải dùng cây xạ đen kết hợp với cây thuốc nào để phòng ngừa sự phát triển của bú tuyến giáp và tiêu diệt được các khối u trên? Mong nhà thuốc giúp đỡ giải đáp cho tôi thắc mắc trên để tôi đặt thuốc trong thời gian ngắn nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, cây xạ đen có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của khối u, kể cả khối u ác tính rất là tốt bạn nhé. Có thể nói cây xạ đen là cây thuốc hàng đầu với giá bình dân cho những bệnh nhân bị ung thư hiện nay. Bạn bị u tuyến giáp, u vú và u xơ tử cung thì nhà thuốc xin giới thiệu đến bạn thêm cây thuốc Trinh Nữ Hoàng Cung. Đây là một cây thuốc có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của u xơ tử cung, u nang buồng trứng rất là tốt bạn nhé. Bạn có thể kết hợp cây xạ đen với cây thuốc này để điều trị sẽ có hiệu quả rất là tốt. Cách kết hợp như sau: cây xạ đen 50g, Trinh Nữ Hoàng Cung 20g, sắc với 1 lít rưỡi nước và dùng thay nước trong ngày. Chúc bạn sớm khỏe, thân chào bạn.